Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Thì thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các phương pháp cô đặc dung dịch như là mật ong hay nước ép hoa quả tươi chủ yếu là chúng ta để dung dịch đó bốc hơi nước dư thừa nhiệt độ trên 100 độ C. Điều này thì dẫn đến là các thành phần dinh dưỡng bị mất đi, đồng thời là cũng làm biến đổi màu sắc. Và trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái giải pháp công nghệ mới không chỉ giúp cô đặc các dung dịch, nguyên liệu để duy trì các thành phần dinh dưỡng mà còn giảm thiểu sự tổn thất sau thu hoạch nữa. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái thông tin hết sức bổ ích về phương pháp Six Sigma và việc áp dụng phương pháp này vào các doanh nghiệp để giảm lãng phí, sai hỏng cũng như nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kính thưa quý vị, và bây giờ để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng làm quen với sự hiện diện của hai đội chơi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đội Nông nghiệp Xanh. Đội Nông nghiệp Xanh đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của tiến sĩ giảng viên Hoàng Hải Hà và kỹ sư Trần Thu Trang. Xin trân trọng giới thiệu diện diện của đội Hóa thực vật. Đội Hóa thực vật đến từ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của tiến sĩ Lê Ngọc Thức và thạc sĩ Bùi Thị Hoa. Và không thể thiếu trong mỗi một chương trình Sáng tạo Việt đó là sự hiện diện của hai thành viên từ ban giám khảo, những người sẽ nhận xét, cầm cân đẩy mực và chắc chắn rồi đóng góp rất nhiều vào thành công của chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn diện diện của tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn hiện diện của ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Lam. Như vậy là tất cả chúng ta đã sẵn sàng và hãy bắt đầu phần thi đầu tiên trong chương trình hôm nay, phần thi đi tìm nhà sáng chế. Hiện nay ở nước ta, quy trình thông thường để làm khô tách nước các dung dịch thực phẩm chủ yếu bằng cách đun sôi trong điều kiện chân không hoặc loại bỏ nước qua màng bám thẩm thấu ngược. Tuy nhiên, phương pháp này có giá thành cũng như chi phí vận hành rất cao. Các phương pháp tách ẩm khác thường làm giảm hương vị, thay đổi màu sắc, giảm chất lượng cảm quan đối với những dung dịch kém chịu nhiệt. Đứng trước khó khăn đó, tiến sĩ giảng viên cao cấp Nguyễn Minh Hệ đến từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nghiên cứu thành công quy trình làm khô, tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở nhiệt độ thấp và áp suất thường. Quy trình của tác giả đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích số 1336 năm 2015. Cái giải pháp mà chúng tôi đề xuất ở đây dùng để cô đặc các sản phẩm thực phẩm kém chịu nhiệt. Tại sao chúng ta phải cô đặc các sản phẩm thực phẩm ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường? Bởi vì khi mà ở nhiệt độ cao thì các giá trị về dinh dưỡng cũng như các vitamin cũng như một loạt các cái tính chất có giá trị khác thì đều bị phân hủy. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hiện các quy trình tách ẩm ở những điều kiện nhiệt độ thấp. Mà nếu như chúng ta không tách ẩm thì vi khuẩn sẽ tấn công các cái thực phẩm và dẫn đến chuyện lên men và sẽ bị hỏng hóc. Và hiện nay đây là một vấn đề rất là bức xúc mà chúng ta cần phải giải quyết. Giải pháp của tác giả có khả năng ứng dụng rộng rãi ở quy mô công nghiệp để cô đặc các dung dịch kém chịu nhiệt như mật ong, nước mắm, các nước hoa quả ép như nước dứa, nước nho, vân vân. Điểm mấu chốt làm nên giải pháp hữu ích này đó chính là tác giả đã đề xuất giải pháp tạo dòng chảy dung dịch dưới tác động của trọng lực tự chảy xuống, bám theo bề mặt vật dẫn hướng ở dạng màng mỏng và sử dụng hệ thống bơm nhiệt để cấp khí khô có độ ẩm thấp khoảng 20% và nóng với nhiệt độ thấp dưới 45 độ C. Cho quá trình tách ẩm, dòng khí khô và nóng này được thổi vào cửa của khoang tách ẩm. Trong khoang này, khí khô và nóng tiếp xúc với màng mỏng của dung dịch và lấy ẩm của dung dịch với cường độ cao và độ ẩm có thể đạt 90% khi ra khỏi khoang tách ẩm. Vì quá trình tách ẩm được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường nên cho phép duy trì các thành phần dinh dưỡng và chất lượng cảm quan của sản phẩm, góp phần giảm thiểu sự tổn thất sau thu hoạch và tăng giá trị cho các thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế. Kính thưa quý vị, có thể nói là qua phóng sự ngắn vừa rồi thì quý vị đã có cái nhìn rõ hơn về cái giải pháp hữu ích quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường. Và ở đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Minh Hệ, giảng viên cao cấp đến Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã hiện diện đây trong chương trình Sáng tạo Việt. Không biết là từ cái cơ duyên nào mà cho đến tận cái thời điểm rất là gần đây thì anh mới lại đưa ra cái giải pháp hữu ích như thế này. Vào một ngày đầu xuân năm 2014, một cựu sinh viên đến chơi và có nói về nhu cầu về tách ẩm của dung dịch mật ong. Khi thu hoạch thì mật ong có độ ẩm khoảng từ 23 đến 25% và nếu mà không tách ẩm thì nó sẽ lên men và tạo ra những chất độc hại. Và như vậy là cần phải hạ độ ẩm của mật ong xuống còn 18% hoặc là 20% đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Sau khi tìm hiểu các cái giải pháp của quốc tế cũng như cái thực trạng của Việt Nam thì sau một tuần tôi đã đưa ra cái giải pháp như thế này. Anh có thể giới thiệu sơ qua về cái quy trình để làm ra cái dung dịch cô đặc được không? Ở đây bản chất đó là quá trình bốc ẩm từ vật liệu ẩm vào không khí. Nhưng chúng ta thấy trời khô hanh của chúng ta để quần áo trong nhà nó đang ướt nó cũng khổ. Vâng. Và chính là dựa trên cái nguyên tắc đó. Và như vậy là chúng tôi phải tạo ra một dòng không khí khô và không khí sạch để vào cái thiết bị tiếp xúc với cái dung dịch. Vâng. Nhưng mà sự khác biệt mà như với giải pháp mà đang tồn tại thì tôi nói là như vậy dung dịch phải cho chảy dưới dạng màng mỏng. Và như vậy là khi chúng ta có dòng gió đi lướt trên những cái tấm phẳng mà có ướt thì gió sẽ lấy ẩm của cái màng dung dịch đó và nó không kéo cái màng mỏng đi, bởi vì nó có sức căng bề mặt và như vậy là nó sẽ lấy được rất nhiều ẩm. Và như vậy chúng tôi thấy là đây không khí cho vào trong tháp. Đấy. Và trong tháp này dựng những cái tấm bản mà trên tấm bản đó là dòng cho dung dịch chảy từ trên chảy thành các cái lớp màng xung ở hai phía bề mặt của cái tấm bản. Phía trên này có thể hình dung là ví dụ như chúng ta có thể thùng chứa đúng không ạ? Mật ong hoặc là nước ép hoặc tươi vân vân. Dung dịch thực phẩm. Và nó sẽ tạo chảy xuống dưới. Cái dòng chảy xuống dưới đấy. Theo cái dạng màng mỏng. Chứ không phải là thành giọt mà theo cái dạng màng mỏng. Trong quá trình đó thì không khí khô đi từ dưới nó vuốt theo bề mặt của cái tấm tấm màng đó và nó chảy thoát ra ở trên và nó sẽ lấy ẩm mang ra. Với cái bề mặt tiếp xúc rất là lớn trong một thiết bị nhỏ. Trong thiết bị nhỏ như này thì hiện nay đang là 8 m² để tiếp xúc bề mặt. Và như vậy là không khí sẽ lấy được nhiều ẩm. Không khí mà lấy được nhiều ẩm tức là dung dịch tổn thất đi nhiều ẩm và hiệu suất nó là cao. Rất là cao. Và để không khí này thì không khí ẩm ra thì chúng tôi qua hệ thống là ta gọi là bơm nhiệt. Không khí ẩm này qua dàn lạnh của hệ thống bơm nhiệt nó ngưng tụ tách ẩm ra. Và cái không khí được tách ẩm rồi ấy, thì qua dàn nóng của hệ thống bơm nhiệt này tiếp tục quay vào đây. Như vậy không khí là tuần hoàn. Và như vậy ấy, thì trong quá trình lỏng chảy từ trên xuống dưới nó sẽ bị khô dần. Và đến phía cuối này coi như là nếu như nó chưa đạt cái độ phần cô đặc cần thiết thì chúng ta dùng hệ thống bơm qua hệ van là cho nó tuần hoàn lên trên. Để cho nó lặp lại một lần nữa. Lặp lại lần nữa. Ngày hôm nay với sự hiện diện của hai đội chơi, thành phần của hai ban giám khảo nữa thì anh có thể chia sẻ về câu hỏi thách thức cũng là những cái trăn trở của anh trong cái việc hoàn thiện cái giải pháp hữu ích này. Và như chúng ta thấy đây đang là cái thiết bị ở quy mô phòng thí nghiệm và trong cái hướng là chúng tôi muốn chuyển giao vào sản xuất với cái quy mô năng suất lớn hơn. Và như vậy trong điều kiện sản xuất thì cái tháp này nó sẽ cao hơn và nó sẽ rộng hơn. Dòng chờ đối với dung dịch ấy, thì nó vẫn chảy từ trên xuống dưới ở dưới dạng màng. Thế thì câu hỏi đặt ra là sự thay đổi hay là sự bố trí dòng gió như thế nào để có hiệu quả. Với hai đội chơi thì các bạn đã rõ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ trả lời câu hỏi thách thức mà tác giả chúng ta anh Nguyễn Minh Hệ đặt tới cho các bạn. Ở nhiệm vụ thứ hai thì các bạn bằng cái sự hiểu biết của mình với những nghiên cứu của các bạn và các bạn sẽ cùng nhau góp ý để đưa ra một cái giải pháp có thể nói là tốt để giúp cho tác giả sáng chế của chúng ta có thể hoàn thiện cái sản phẩm này theo đúng cái mong muốn của mình. Thực hiện hai nhiệm vụ đó một cách tốt thì các bạn có thể nhận được tối đa tổng điểm là 3.000 điểm tương đương với 3 triệu đồng từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Ngoài ra nếu như mà các thành viên ban giám khảo nhận thấy hai đội chơi chúng ta có những ý tưởng mang tính đột phá, các bạn có thể nhận thêm về mình 500 điểm nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin mời phần thi đầu tiên của đội Nông nghiệp Xanh. Dạ, xin chào tác giả. Đội Nông nghiệp Xanh xin trả lời câu hỏi thách thức của tác giả. Thì trong trường hợp này thì tác giả muốn là mục đích của tác giả muốn là gì? Nâng cao cái quy mô của cái thiết bị này để ứng dụng trong cái ngành công nghiệp chế biến nước quả. Thì trước tiên phải dựa vào cái quy mô của cái doanh nghiệp mà có nhu cầu về cái thiết bị này thì mình sẽ tính là sao? Làm sao cho cái kích cỡ của thiết bị cho phù hợp về chiều cao và chiều rộng. Nhưng cũng phải lưu ý một điều như này, vì mục đích là làm khô cái nước quả. Vì vậy cái chiều cao sẽ phải tính toán chính xác vì liên quan gì? Khi hơi khô bay lên thì đã hấp thụ nước theo cái bể bốc hơi lên, dẫn đến là gì? Ở phía trên cao thì cái lượng nước đã bị lượng khí đã bị ẩm nhiều, vì hiệu quả sẽ không tốt. Vì vậy là cái chiều cao phải tính toán. Riêng với đối chiều rộng, cái việc chiều rộng thì trong trường hợp tác giả mở rộng chiều rộng thì đội của tôi vẫn giữ nguyên ý tưởng là gì? Một đường vào một đường ra, nhưng ở phía dưới sẽ tạo ra nhiều cái đường chia để cho đường chia khí khô để đảm bảo cho rằng là gì? Tất cả cái bộ phận bốc từ phía dưới lên này có đủ cái khí khô để làm cho cái tốc độ hút ẩm của không khí đối với cái sản phẩm của mình được đạt hiệu quả cao nhất. Đội chúng tôi cũng xin luôn ra một số cái đóng góp cho cái sáng chế của tác giả. Thứ nhất về vật liệu của tác giả để làm để cái quá trình bốc hơi, hiện nay đang quan sát trên này là các tấm mica. Vậy thì phải chăng các tác giả có thể thay bằng các tấm inox được không? Cái thứ hai, tác giả dùng ở đây là cung cấp oxy không khí, tức là khoảng 20%. Vậy thì cái yếu tố oxy này sẽ có ảnh hưởng gì đến cái sự oxy hóa các hợp chất màu đấy không? Thì rất mong tác giả tìm hiểu thêm để bổ sung thêm một lượng nitơ, khi nitơ chơ vào trong cái trước khi mà đưa vào trong quá trình này thì dẫn đến là gì? Mình sẽ hạn chế được cái nồng độ oxy trong không khí để giảm cái quá trình oxy hóa các chất màu. Đấy là cái ý kiến thứ hai của đội chúng tôi. Ý kiến thứ ba thì không mang tính kỹ thuật nhiều nhưng mà lại mang tính tiện dụng cho người nông dân sử dụng. Thì rất mong tác giả là một là gắn thêm các cái thiết bị đo nó phù hợp, tức là bằng các cái đo thể tích trong một cái bể cụ thể, hoặc là tác giả đặt thêm cái phần đo phần hơi nước thoát ra để tính được cái lượng nước mất đi, để qua đó lập thành một bài toán đơn giản nhất cho người dân. Thì nhìn là vậy tôi đổ 20 lít với ẩm độ như này vào thì sau đó tôi quan sát cái lượng nước thải hồi ra, tôi biết rằng là nó đạt tiêu chuẩn hay không tiêu chuẩn. Xin cảm ơn sự góp ý của đội chơi. Như vậy là về mặt gió cũng như là cái phương án để xác định cái thời điểm mà nó đã hoàn thành cái quá trình cô đặc thì rất là sẽ rút kinh nghiệm để mà bổ sung trong cái giải pháp trong tương lai. Xin cảm ơn phần thi của đội nông nghiệp xanh và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội hóa thực vật, các bạn tiếp tục. Xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Xin chào MC Thái Tuấn, chào tác giả sáng chế. Thì đối với câu hỏi thách thức của sáng chế thì đội chơi hóa thực vật xin có một số cái giải đáp như sau. Thì ở quy mô công nghiệp thì đương nhiên là kích thước, chiều dài và chiều sâu của thiết bị sẽ tăng lên và kéo theo cái số khe chắn tay cũng tăng lên. Do đó đội chơi xin góp ý là sẽ sử dụng một cái thiết bị phân phối khí để làm sao khí để đi vào đồng đều tất cả các khe này, thì khi đấy là cái khả năng tách ẩm nó sẽ tốt hơn. Thì bên cạnh đó thì đội chơi cũng xin phép góp ý một số cái cải tiến để giúp tác giả sáng chế hoàn thiện hơn. Thì thực ra thì đội chơi cũng có một số cái góp ý mà trùng với cả đội nông nghiệp xanh, thì đội chơi cũng xin phép không nhắc lại, thì chỉ xin phép tập trung vào cái vấn đề là vệ sinh thiết bị. Bởi vì đối với thiết bị này sử dụng rất là nhiều những cái thanh chắn để tạo thành màng, thì đối với những cái dịch mà có độ nhớt rất cao như là mật ong thì sau khi sử dụng mật ong sẽ bám ở trên thành của các khe đấy là rất là nhiều. Do đó đội chơi xin góp ý là sẽ lắp thêm một bộ gia nhiệt để có thể vệ sinh cái thiết bị tốt hơn. Và đội chơi xin hết ạ. Cũng xin cảm ơn sự góp ý của đội chơi. Thực ra về vấn đề vệ sinh ấy, thì chúng ta đã có hệ thống bơm có thể bơm cái nước nóng tuần hoàn lên trên và nó xuống, và cho nên cũng không nhất thiết phải lắp thêm gia nhiệt vào bên trong thiết bị. Cảm ơn hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi của mình có thể nói là rất là tốt. Và với những nhận xét từ tác giả sáng chế thì có thể nói là tác giả sáng chế cũng nhận được một số cái góp ý, đúng không ạ? Có thể là khiến tác giả sáng chế sẽ lưu ý trong thời gian tới đây, khi mà chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm của mình hơn nữa thì chúng ta cũng lưu ý để có thể hoàn thiện cái sản phẩm này để đưa ra những cái sản phẩm cuối, đúng không ạ, cho đến người dùng là rất là tốt. Và đặc biệt cái điều quan trọng nhất là ngày hôm nay với cái sự chia sẻ của chúng ta ở chương trình Sáng tạo Việt thì rất hy vọng là sau đó thì cái sản phẩm này được lan tỏa đông đảo đến cộng đồng và rất là nhanh chóng thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thương mại hóa được nó và giúp ích cho cộng đồng rất là nhiều. Và lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Hệ đã đến đây với chia sẻ một giải pháp hữu ích rất là tuyệt vời ngày hôm nay, và hy vọng là anh sẽ tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa trong việc phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Kính thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bây giờ sẽ là phần nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Trước hết là đội nông nghiệp xanh trả lời câu hỏi của tác giả thì tôi cho rằng giải pháp chia gió là giải pháp hoàn toàn hợp lý. Cái thứ hai về nội dung để phát triển cái sáng chế của tác giả như thế nào thì tôi đánh giá cao cái đội nông nghiệp xanh vì đưa ra được một số các cái ý tưởng tôi cho rằng là rất là phù hợp. Cái thứ nhất là bổ sung khí nitơ. Nitơ là một loại khí trơ cho nên nó có thể là hạn chế quá trình oxy hóa trong cái quá trình trao đổi nhiệt ẩm. Mà phương pháp này trên thế giới cũng sử dụng bơm nhiệt kết hợp với phương pháp điều biến khí, người ta gọi là MAH pump drying. Đấy. Cái thứ hai là xác định cái độ ẩm cuối của quá trình để dừng cái quá trình sấy đến khi nào thì đủ, thì đưa ra cái giải pháp là tôi cho rằng là tương đối hợp lý. Còn một việc thứ ba đã đưa ra đấy là thay đổi cái vật liệu bằng tấm mica, bằng inox ấy, thì tôi cho rằng thay đổi vật liệu là việc cần thiết. Vì trong công nghiệp sử dụng mica, nhất là khi mà kích thước mà lớn lên, rất khó có thể thực hiện được. Cái điều thứ hai, mica là một cái vật liệu mà có thể nói là nó sẽ biến đổi lão hóa trong cái quá trình, mà nhất là đối với thực phẩm thì cái việc đấy là việc, đây là mô hình mà ở quy mô thí nghiệm ta có thể chấp nhận được. Cho nên vật liệu thì ngoài việc inox ra thì ta có thể phải nghiên cứu một cái loại vật liệu là nano chẳng hạn, nó đảm bảo được cái bề mặt và không ảnh hưởng đến cái việc nâng chất thực phẩm. Đối với đội hóa thực vật ý, trả lời câu hỏi của tác giả thì đội cũng đã đưa ra được là cái phương án phân phối gió. Như vậy là cái phương án này là cả hai đội đều đưa ra được, nhưng đội lại chưa có được những cái giải pháp mà có thể nói là cải tiến trong cái việc là làm sao có hiệu quả hơn. Cái thứ hai là về nội dung phát triển cái sáng chế thì đội đưa ra là vệ sinh bằng cái phương pháp gia nhiệt, thì đây cũng là một ý tưởng hợp lý. Khi nhiệt độ nâng lên, tăng được cái độ hòa tan kết dính với cái bề mặt trao đổi nhiệt, nó có thể diệt được nấm mốc và nấm men, là một trong những cái yếu tố hạn chế đối với công nghệ cô đặc kín dạng như tấm bản này. Và trên hết tôi xin bổ sung một số ý kiến. Thứ nhất là bộ ý kiến cho đội nông nghiệp xanh về cái thách thức của tác giả, thì các bạn nói là thêm các cửa, tôi cũng rất là tán thành. Tuy nhiên nếu chỉ thêm cửa thôi thì cái hệ thống gió nó sẽ không hiệu quả. Vì vậy cho nên là tôi đề nghị là cái như cái ý kiến của bên đội 2 là đội hóa thực vật, tức là có thể vừa mở thêm cửa và vừa kết hợp phân phối gió cho đều thì cái hiệu suất bay hơi sẽ tốt hơn. Một việc nữa mà tôi thấy cả hai đội không góp ý được cho tác giả là cái khả năng thu hồi phần dính của các mảng bay hơi sau khi mà mình tác nghiệp. Thì trước khi làm vệ sinh phải thu hồi đã, bởi vì mật ong độ dính nhớt rất cao, bản thân các anh đã biết. Vì vậy cho nên phải tìm cách thu hồi thì tỷ lệ thu hồi nó mới cao thì mới giảm được giá thành. Vì vậy cho nên là cái này là một cái mà tôi góp ý cho cả hai đội cũng như là cho tác giả. Thứ ba nữa là cái phần mà sau khi cô mà chúng ta không cần phải mở ra để chúng ta biết được là lúc nào sản phẩm đã được rồi, là tôi đánh giá cao cái giải pháp của các bạn. Thế còn bên hóa thực vật ấy, cái ý kiến phải làm vệ sinh là rất đúng, nhưng phương pháp làm vệ sinh thì các bạn có lẽ là phải có những cái cách mà cụ thể hơn. Tức là ngoài cái chuyện mà như tác giả nói là cần vệ sinh bằng nước nóng, tuy nhiên như tôi nói là phải thu hồi, và cái nếu chỉ vệ sinh bằng nước nóng mà các bạn không dùng áp lực cao, cái khí thổi áp lực cao thì cũng không vệ sinh sạch, bởi vì rất là nhiều cái khe bám mà nếu mà chúng ta không sử dụng một cái khí áp lực lớn thì nó sẽ không sạch được. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Với đội nông nghiệp xanh, các bạn được đánh giá khá là cao. Và ở tiêu chí đầu tiên các bạn nhận được 1.200 điểm. Ở tiêu chí thứ hai bạn nhận được 1.400 điểm. Và tổng điểm các bạn nhận được sau khi đã hoàn thành phần thi đầu tiên trong chương trình hôm nay đó là 2.600 điểm, tương đương với 2.600.000 đồng. Xin chúc mừng. Với đội hóa thực vật thì các bạn cũng đã rất là cố gắng. Tuy nhiên thì các bạn nhận được số điểm nó thấp hơn một chút xíu. Ở nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhận được 1.300 điểm. Ở nhiệm vụ thứ hai thì các bạn có 1.100 điểm. Và tổng điểm các bạn nhận được sau khi đã hoàn thành phần thi đầu tiên đó là 2.400 điểm, tương đương với 2.400.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Số điểm cũng tương đối xít sao và cơ hội còn rất nhiều phía trước với phần thi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, phần thi thương mại hóa sáng chế. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi thương mại hóa sáng chế. Kính thưa quý vị, ở phần thi này thì dưới góc độ là người hợp tác đầu tư hoặc là chuyển giao sáng chế giải pháp công nghệ thì hai đội chơi chúng ta sẽ căn cứ vào thực trạng tiềm năng ứng dụng thương mại hóa của sản phẩm để đưa ra cái giải pháp làm thế nào để có thể đưa ra giải pháp này ra thị trường rộng lớn một cách nhanh nhất. Và ban giám khảo chúng ta thì sẽ nhận xét, đánh giá và cho điểm phần thương mại hóa sáng chế dựa trên hai tiêu chí như sau, đó là đánh giá thị trường mục tiêu và giải pháp thị trường tối ưu và hiệu quả cho sáng chế hoặc là giải pháp hữu ích. Và phần thi này nếu thi tốt thì các đội chơi chúng ta có thể nhận được số điểm tối đa là 3.000 điểm, tương đương với 3 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội nông nghiệp xanh, các bạn sẽ bắt đầu phần trình bày của mình. Vâng, xin kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị xem truyền hình. Sau đây thì đội chơi chúng tôi xin được trình bày một số giải pháp mà đội chúng tôi đề xuất cho sáng chế. Trước khi nói về các giải pháp thương mại hóa thì chúng tôi xin được nói sơ qua về thiết bị. Đây là một thiết bị rất là tối ưu được ứng dụng trong việc tách nước các loại sản phẩm như là mật ong, nước ép quả hay là siro. Vì thế mà cái sáng chế này là một cái tiềm năng rất lớn trong việc ứng dụng trong ngành chế biến thực phẩm. Về phần thương mại thì ngoài các cái biện pháp thương mại cơ bản như là quảng cáo qua các kênh truyền hình hay là các trang mạng xã hội thì chúng tôi muốn đa dạng hóa sản phẩm theo từng cái đối tượng sử dụng cụ thể. Trên đây là 3 cái nhóm khách hàng mà chúng tôi hướng đến để áp dụng sáng chế vào trong sản xuất. Với mỗi đối tượng khách hàng thì chúng tôi sẽ có các biện pháp thương mại cụ thể khác nhau. Để ứng dụng sáng chế một cách hiệu quả trên thị trường thì chúng tôi có đưa ra một số giải pháp. Đầu tiên là đối với các doanh nghiệp thì biện pháp thương mại có thể là tổ chức các cái cuộc hội thảo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mời đại diện các cái doanh nghiệp đến để tham dự tập huấn sử dụng, tiếp cận sản phẩm đến với khách hàng. Thứ hai là đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học thì việc quảng bá có thể là tuyên truyền sản phẩm thông qua các cái cuộc hội thảo khoa học chuyên sâu. Và cuối cùng là đối với các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ như là sản xuất ô mai, mật ong thì chiến thuật quảng bá mà chúng tôi đưa ra đó là truyền thanh không bằng truyền miệng. Tức là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những nhóm khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm để họ có thể truyền nhau về cái chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho khách hàng tiếp cận các cái chính sách của nhà nước, chính phủ để hỗ trợ về giá cho thiết bị được đến với người tiêu dùng. Trên đây là một số đề xuất của đội chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn phần trình bày của đội Nông nghiệp Xanh. Và bây giờ chúng tôi xin mời đội Hóa thực vật, các bạn tiếp tục. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt đội chơi hóa thực vật đến từ Viện Hóa Học Công nghiệp Việt Nam xin trình bày giải pháp thương mại hóa sáng chế quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường. Như chúng ta đã biết, yêu cầu trên thị trường hiện nay đối với các cái sản phẩm về sử dụng và bảo quản nước ép trái cây cũng như là sản xuất và xuất khẩu mật ong hiện nay thì rất là cao. Và để đáp ứng được các cái yêu cầu đấy thì tác giả đã có các cái sáng chế để làm tăng các cái hiệu quả và các cái ưu điểm của sản phẩm. Từ các cái hiệu quả và các cái ưu điểm đó thì chúng tôi đưa ra các giải pháp thị trường cho sáng chế. Đầu tiên chúng tôi tiến hành cải tiến, hoàn thiện hệ thống thiết bị, đưa vào thử nghiệm và đăng ký cấp phép. Sau đó thì chúng tôi tiến hành quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, tham gia các hội thảo và hội chợ tách mác để nhằm giới thiệu sản phẩm rộng rãi. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin đầu tư từ các cái dự án triển khai khoa học công nghệ của nhà nước, liên kết với lại các cái doanh nghiệp, các công ty và các cái cơ sở sản xuất nước ép trái cây và mật ong xuất khẩu. Và trên đây là sơ đồ của chúng tôi khi mà liên kết với các doanh nghiệp để tạo ra được các cái sản phẩm của sáng chế. Từ sản phẩm của sáng chế thì chúng tôi sẽ so sánh với lại sản phẩm của doanh nghiệp hiện tại để cho thấy được cái ưu điểm của cái sản phẩm sáng chế mang lại. Và dựa vào sự phân bố của các cái doanh nghiệp sản xuất nước ép trái cây phía Bắc thì chúng tôi sẽ chọn các cái doanh nghiệp tại Hà Nội, và phía Nam thì chúng tôi chọn các cái doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh để liên kết để phát triển cái sáng chế đấy. Sau đó thì chúng tôi sẽ mở rộng thị trường, liên kết với các đại lý phân phối máy móc, thiết bị và chuyển giao công nghệ cho các cái doanh nghiệp, công ty, tập đoàn lớn. Đội chơi chúng tôi xin kết thúc bài trình bày ở đây. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn phần trình bày của cả hai đội chơi. Và bây giờ thì các thành viên của đội Hóa thực vật, các bạn có phản hồi gì với phần trình bày của đội Nông nghiệp Xanh không? Xin mời. Xin đội Nông nghiệp Xanh nói cụ thể hơn về cái giải pháp mà truyền thanh không bằng truyền miệng đấy. Cái đặc điểm của người dân mình ấy là cứ một nhà dùng tốt thì nhà kia chưa cần biết là như nào thì sẽ mua cái sản phẩm. Nói chung cho nhiều loại sản phẩm. Cái thiết bị này thiết bị mới, vì chúng tôi muốn hướng đến là gì? Đầu tiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ giá hoặc là thậm chí phát miễn phí cái thiết bị đó, bởi vì các bạn thấy quy mô thiết bị này không phải thiết bị lớn, rất là nhỏ trong một cái hộ gia đình ấy. Vì vậy là tất nhiên là mình phải tính toán hiệu kinh tế trong quá trình phát ở một vùng này, xác định ở vùng này có bao nhiêu hộ nuôi ong. Thông thường các cái nuôi ong thành tập đoàn mà theo các vùng cây thì rất là một số hộ sẽ tập trung, thì mình quảng cáo bằng cách là gì? Dùng thấy hay sẽ giới thiệu cho hàng xóm. Đấy là cái biện pháp mà tôi nghĩ là trong dân mình hay xảy ra chuyện đấy. Thì là dựa trên cơ sở đó thì chúng tôi muốn áp dụng cái đấy vào đây. Xin mời đội Nông nghiệp Xanh, các bạn có phản biện gì với phần trình bày của đội Hóa thực vật không? Tôi không rõ là khi các bạn đưa ra cái thông số về cái số mật ong ấy hoặc là số cái lượng siro trong trang số 2 đấy, thì cái tiêu chí của các bạn đưa ra cái đấy để làm gì? Các bạn nói rõ hộ mình liên quan đến cái sáng chế này. Vâng, là cũng xin phép thay mặt đội Hóa thực vật trả lời câu hỏi của đội Nông nghiệp Xanh. Ở cái slide đấy chúng tôi muốn đề cập đến cái thị trường mục tiêu của cái sáng chế này hướng tới. Nhu cầu hạ thủy phần của các dung dịch mật ong và các nước ép trái cây ở trong nước ta Chính vì thế chúng tôi chỉ đưa ra để hướng tới cái thị trường mục tiêu là các cơ sở và các doanh nghiệp, các công ty sản xuất và chế biến mật ong và nước ép trái cây. Dạ vâng. Rồi xin hãy. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở phần thi thứ hai này. Với những phần phản biện thì có lẽ là cũng không có quá nhiều những cái điều gì đó phải tranh cãi. Bây giờ thì dưới góc nhìn của ban giám khảo, chúng tôi rất muốn là họ sẽ đưa ra nhận xét đánh giá xác đáng và chính xác hơn. Xin trân trọng kính mời. Về đội nông nghiệp xanh ấy, thì cái phần 1 tức là cái phần phân tích thị trường mục tiêu, tiềm năng, cơ hội, thách thức của sáng chế ấy, thì các bạn đã nêu được khái quát nhưng các bạn chưa nêu được cụ thể. Khi mà nêu được cụ thể thì mình mới biết cái độ lớn của thị trường để mình có thể nhắm tới phân khúc nào là tốt nhất cho giải pháp. Phần thứ hai về cái giải pháp thương mại ấy, thì các cái phân khúc đầu thì các bạn làm không tốt, nhưng mà riêng cái phân khúc cho nông dân thì cái giải pháp mà truyền miệng của nông dân và lấy một hộ để làm cái bài học ấy, thì cái giải pháp đấy thì là tôi đánh giá là trúng. Đối với đội hóa thực vật thì tôi có nhận xét như sau. Thứ nhất là các bạn đã phân tích được cái thị trường mục tiêu mà cái độ lớn của nó để chúng ta có thể nhắm vào, và vì vậy cho nên có thể là đầu tư như thế nào cho nó phù hợp, thì tôi đánh giá cao cái phần phân tích thị trường của các bạn. Còn cái phần mà giải pháp thương mại ấy, thì các bạn đã có những giải pháp tương đối thích hợp. Tuy nhiên thì tôi có mấy cái góp ý như sau. Thứ nhất là đối với hộ nông dân, nhà sáng chế có thể làm biểu diễn ở từng vùng một, và khi biểu diễn rồi thì thậm chí chúng ta có thể đổi lấy mật, tức là tạo ra cái mũi tên xuyên vào cái thị trường nhỏ là thị trường nông thôn. Sau đấy thì đối với cả những thị trường lớn hơn, nếu là tôi thì tôi sẽ đề xuất những giải pháp, ví dụ như là cùng làm, và thí dụ như MLC đặt cọc cùng với cả nhà sản xuất để người ta có thể tự tin mà mua các sản phẩm của các bạn. Bởi vì là tôi biết rằng trước khi các sáng chế này thì muốn làm cô tốt thì người ta phải cô chân không. Như vậy hoàn toàn có thể làm đối chứng giữa các cái phương pháp khác nhau để cho các nhà sản xuất có thể thấy cái lợi thế của các cái thiết bị của nhà sáng chế. Qua ý kiến của anh Lam thì tôi xin có đánh giá nhận xét về hai đội chơi như thế này. Thứ nhất là về nội dung, đánh giá về phân tích của thị trường thì nhìn chung hai đội thì chưa đáp ứng được thực sự cái mục tiêu mà cái nội dung này đưa ra. Tuy vậy trong hai đội thì có đội là hóa thực vật thì đã có đưa ra được lượng hóa. Cái thứ nhất là đối tượng. Đấy, thì chúng tôi đã nói đến mục tiêu là phải có đến đối tượng, và cụ thể cũng đã đưa ra được là ví dụ như đối với mật ong trữ lượng là bao nhiêu. Đấy, và một số các cái sản phẩm mà tiềm năng liên quan đến giải pháp công nghệ này thì là tôi đánh giá là đấy là một trong những cái bước đầu, có thể nói là đấy là đã nhắm đến cái mục tiêu. Còn thứ hai về giải pháp thương mại thì có anh Lam cũng đã đưa ra, thì tôi hoàn toàn là nhất trí với những ý kiến đánh giá nhận xét về cái giải pháp rất là phù hợp. Hai đội chơi cũng đã có được những cái giải pháp phù hợp. Đấy, tôi nhất trí. Như vậy qua cái việc đánh giá này thì tôi cũng chỉ góp ý cho các đội chơi, nếu có những cái việc là đưa được cái sản phẩm này vào thực tế thì cần phải quan tâm hơn nữa. Và cái thứ nhất là cái lượng hóa cần phải có những cái điều tra khảo sát. Thì cái việc này là việc rất cần thiết. Khi điều tra khảo sát rồi thì chúng ta nắm được thực trạng của từng cái loại sản phẩm, đặc biệt là các cái loại mà nó phù hợp với cái đặc thù của cái sáng chế này. Và qua cái việc kết quả của điều tra khảo sát, ta mới đề xuất những cái giải pháp phù hợp, trong đó có giải pháp về vấn đề là thương mại kết hợp với những vấn đề là cải tiến về vấn đề sáng chế. Như thế là nó rất là phù hợp với cái chương trình này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Ngoài cái việc nhận xét đánh giá dành cho hai đội chơi thì ban giám khảo chúng ta ngày hôm nay thì còn có rất là nhiều cái lời khuyên hữu ích nữa, mà có lẽ là đó là lời khuyên mà tác giả sáng chế chúng ta cần phải lưu ý rất nhiều khi mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Với sự đánh giá của riêng mình thì ban giám khảo đã dành số điểm cho các đội chơi chúng ta như sau. Đội nông nghiệp xanh các bạn nhận được 2.100 điểm, và tổng điểm các bạn nhận được sau khi đã vượt qua được hai phần thi trong chương trình Sáng tạo Việt đó là 4.700 điểm, tương đương với 4.700.000 đồng. Xin chúc mừng. Với đội hóa thực vật phần thi thứ hai này, các bạn nhận được 2.400 điểm, và tổng điểm các bạn nhận được sau khi đã hoàn thành hai phần thi trong chương trình Sáng tạo Việt đó là 4.800 điểm, tương đương với 4.800.000 đồng. Trước khi bước đến phần thi tiếp theo thì chúng ta một lần nữa sẽ nói lời cảm ơn sự hiện diện của ông Phạm Anh Tuấn và ông Nguyễn Hồng Lam trong chương trình ngày hôm nay với những nhận xét đánh giá rất là hữu ích đối với các đội chơi và tác giả sáng chế. Xin cảm ơn những đóng góp rất lớn của các ông trong chương trình Sáng tạo Việt. Bây giờ thì chúng tôi xin mời hai đội chơi chúng ta tiếp tục phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, ở phần thi này thì trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, quý vị biết là bên cạnh cái việc áp dụng các công nghệ mới thì rõ ràng là việc tìm hiểu và áp dụng các công cụ cải tiến hệ thống quản lý để có thể nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa có một vai trò vô cùng quan trọng và quyết định sự thành công của các doanh nghiệp trên thị trường. Ở phần 3 này thì chương trình chúng ta sẽ có 2 cái tiểu phẩm ngắn, và sau mỗi tiểu phẩm thì chúng tôi sẽ dành cho hai đội chơi chúng ta một câu hỏi và những phương án trả lời theo phương án trắc nghiệm là A, B và C. Với các đội chơi thì các bạn chỉ cần cố gắng tập trung bấm đèn để trả lời câu hỏi. Nếu như chúng ta bấm đèn trước trả lời đúng, đội chơi có 500 điểm. Bấm đèn sau trả lời đúng, chúng ta chỉ có 300 điểm mà thôi. Và ở phần thi này chúng ta có quyền sử dụng chữ S may mắn để cược điểm một lần duy nhất. Nếu chúng ta sử dụng chữ S may mắn để cược điểm trả lời đúng thì số điểm ở câu trả lời đó sẽ được nhân lên gấp đôi. Nhưng ngược lại, nếu trả lời sai các bạn sẽ bị trừ đi 250 điểm. Bây giờ thì chúng tôi xin mời cả hai đội chơi chúng ta cùng theo dõi đoạn phim tình huống sau đây. Dạ, giới thiệu với sếp, đây là ngài Louis Nguyễn, khách hàng tiềm năng của chúng ta trong việc phát triển sản phẩm giày da ở thị trường Mỹ ạ. Dạ, giới thiệu với anh, đây là anh Trung, giám đốc công ty em. Rất vui được biết anh. Chào anh, mời anh ngồi. Cảm ơn. Dạ, như vừa xong em cũng đã đưa anh đi tham quan toàn bộ quá trình sản xuất giày da ở công ty em. Toàn bộ dây chuyền sản xuất là được nhập khẩu từ nước ngoài, là những thiết bị tân tiến hiện đại nhất bây giờ đấy ạ. Tốt, rất tốt. Nhưng mà cho tôi hỏi, ngoài dây chuyền hiện đại tiên tiến như thế này, các anh còn vận hành công ty theo một phương pháp hay tiêu chuẩn nào không? Dạ, có. Chúng tôi đang áp dụng 6 Sigma, một phương pháp tiếp cận cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tìm kiếm loại bỏ các sai lỗi trong toàn bộ quy trình vận hành đấy ạ. Nhưng mà sếp ơi, chúng ta đã áp dụng đâu, chuẩn bị áp dụng thôi cơ mà. Sẽ áp dụng... Tôi hiểu rồi. Như vậy là công ty của các anh chưa áp dụng phương pháp này mà mới đang chuẩn bị áp dụng thôi đúng không ạ? Dạ, nói thật với anh là bên công ty chúng tôi là rất muốn áp dụng sớm, nhưng để cho nó có kết quả tốt, trước hết là cần phải tiêu chuẩn hóa quản lý công ty theo tiêu chuẩn ISO. Tôi thì muốn nhanh chóng áp dụng cái phương pháp 6 Sigma này luôn, cho nên là bỏ qua ISO cho nó nhanh. Tôi hiểu. Như vậy công ty của các anh nên áp dụng từng bước một, chậm nhưng chắc. Nên áp dụng ISO trước, sau đó mới đưa phương pháp này vào, như vậy mới có hiệu quả. Thế tôi nghĩ tức là vừa phải có ISO mà vừa có Sigma. Đúng, rất đúng. Các anh cứ làm theo phương pháp này thì các anh hoàn toàn yên tâm về đầu ra sản phẩm. Ôi, đầu ra sản phẩm. Dạ, có nghĩa là anh sẽ lo cho công ty em về đầu ra sản phẩm á? Ôi trời, thế thì hay quá, em cảm ơn anh ạ. Anh yên tâm, công ty của chúng em sẽ làm mọi cách để tạo uy tín, để bọn anh tin tưởng hợp tác với chúng em ạ. Đây là một trong những lý do chúng tôi đưa việc áp dụng phương pháp 6 Sigma trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc cho việc lựa chọn đối tác đấy ạ. Chắc chắn là chúng tôi sẽ áp dụng 6 Sigma một cách nghiêm túc và tích cực. Dạ vâng. Rất vui được hợp tác với công ty của anh. Rất chuyên nghiệp, tôi rất thương. Hy vọng là sẽ được gặp anh một ngày gần đây để hai bên có thể ký kết. Sau khi các bạn đã theo dõi đoạn phim tình huống thì ban tổ chức xin được gửi tới hai đội chơi câu hỏi như sau. Theo Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO, mục đích của Six Sigma là nâng cao chất lượng của quá trình cho ra sản phẩm thành phẩm bằng cách nào sau đây? A. Cải tiến liên tục quá trình sản xuất. B. Nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật và giảm thiểu tối đa sự dao động trong sản xuất và kinh doanh. C. Liên tục loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất. Xin mời hai đội chơi. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Đội nông nghiệp xanh, các bạn lựa chọn phương án B là câu trả lời và đó cũng là sự lựa chọn của đội hóa thực vật. Và ở phần chơi này thì đội nông nghiệp xanh chúng ta đã đưa ra phương án trả lời trước. Và chúng ta hồi hộp chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Căn cứ Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO định nghĩa Six Sigma là một phương pháp tiếp cận cải tiến hoạt động kinh doanh dựa trên thống kê nhằm tìm kiếm và loại bỏ các khuyết tật và nguyên nhân của chúng từ các quá trình của một tổ chức, tập trung vào kết quả đầu ra quan trọng cho khách hàng. Six Sigma đã được các công ty, tập đoàn hàng đầu trên thế giới sử dụng như một trong những công cụ hết sức hữu hiệu trong việc giảm lãng phí, sai hỏng, rút ngắn thời gian cung cấp và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh ngày nay. Mục đích của Six Sigma là nâng cao chất lượng của quá trình cho ra thành phẩm bằng cách nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật và giảm thiểu tối đa sự dao động trong sản xuất và hoạt động kinh doanh. Với lời giải thích như vậy, đáp án chính xác câu hỏi này là đáp án B. Xin chúc mừng cả hai đội chơi. Với đội nông nghiệp xanh, các bạn đưa ra phương án trả lời trước và các bạn cộng thêm vào quỹ điểm của mình 500 điểm nữa và nâng cao điểm số các bạn có sau khi đã vượt qua câu hỏi số 1 ở phần thi thứ 3 này, đó là 5.200 điểm. Xin chúc mừng. Còn với đội hóa thực vật, các bạn cũng đưa ra phương án trả lời đúng là phương án B, nhưng các bạn trả lời sau. Các bạn cộng thêm vào quỹ điểm của mình 300 điểm nữa và mức điểm các bạn đã có ở thời điểm hiện tại đó là 5.100 điểm, tương đương với 5.100.000 đồng. Như vậy là hai đội chơi chúng ta đã rất nỗ lực ở câu hỏi đầu tiên. Và đừng quên là các bạn còn một quyền sử dụng chữ S may mắn nữa để đặt cược. Số điểm là rất sát nhau và các bạn hãy có những tính toán cho riêng mình. Hãy thật cố gắng ở câu hỏi tiếp theo. Trước khi đến với câu hỏi thì chúng ta sẽ theo dõi đoạn phim tình huống sau đây. Xin giới thiệu với anh, đây là anh Bảo, giám đốc công ty nông nghiệp xanh. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Chào anh. Dạ. Được cô Lan đây giới thiệu, tôi rất hứng thú với sản phẩm máy sấy nông sản của anh. Dạ vâng. Chúng tôi muốn anh chuyển giao công nghệ đưa vào sản xuất và bán ra thị trường. Dạ vâng ạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Nói thật với anh, tôi được cấp bằng sáng chế 5 năm rồi, thế mà vẫn chưa được ứng dụng. Tôi buồn lắm. Dạ, anh đúng là ân nhân của tôi đấy ạ. Kìa anh, trong việc hợp tác này, tôi nghĩ đôi bên cùng có lợi mà. Dạ. Công ty của anh Bảo đây đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực máy nông nghiệp và cung cấp các giải pháp để bảo quản này, xử lý nông sản sau khi thu hoạch. Công ty của anh ấy còn có mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành nữa đấy. Ôi, dạ, thế thì tuyệt vời quá rồi ạ. Dạ, xin lỗi, có điện thoại ạ. Alo? Cái gì? Gia hạn á? Ôi nhờ, quyền khuấy đi mất. Thế nhá. Này, có chuyện gì mà anh lo lắng thế? Chả là bà xã vừa gọi điện. Trước đây tôi đi xin cấp bằng sáng chế, tôi nộp phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế có 6 năm. Bây giờ bên cục người ta thông báo nộp phí để tiếp tục gia hạn chị ạ. Tôi tưởng là anh đã nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong suốt 20 năm bảo hộ rồi chứ. Dạ, lúc ấy tôi bí tiền, làm gì có tiền mà nộp phí duy trì những 20 năm hả anh? Tính ra cũng mười mấy triệu đấy ạ. Không sao, anh tính như thế cũng phải. Lúc nào có tiền thì mình đóng sau cũng được. Mà em nghĩ lúc nào anh nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ chẳng được. Cô nói như vậy là không được. Tôi nghĩ là anh nên nộp lệ phí đi. Theo như tôi được biết, nếu như anh không nộp lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ đúng thời hạn thì rất có thể sáng chế của anh sẽ không được bảo hộ nữa đâu. Dạ, thế thì tôi phải đi nộp ngay ạ. Thế nhưng mà không biết pháp luật quy định về thời gian nộp phí duy trì bằng sáng chế của tôi cụ thể là như thế nào hả anh? Theo như tôi được biết, anh có thể nộp lệ phí trong thời hạn 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực đấy. Hết thời hạn này, anh có thể bị tính thêm phần trăm phí nộp muộn. Chỉ có phần trăm phí nộp muộn thôi ạ. Chuyện nhỏ. Nói thật với anh, mai tôi nộp luôn. Thế nhưng mà cái chuyện hợp tác giữa đôi bên không thay đổi gì chứ hả anh? Tất nhiên sẽ không thay đổi nếu như ngày mai anh nộp phí luôn. Dạ vâng, nhất định rồi anh ạ. Chúng ta đã theo dõi xong đoạn phim tình huống của cả hai đội chơi tỏ rõ quyết tâm. Cả hai đội chúng ta đều sử dụng chữ S may mắn để đặt cược ở tình huống này. Câu hỏi dành cho hai đội chơi như sau. Theo quy định, để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ cần nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn nào? A. Bất cứ thời điểm nào trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. B. Trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực 1 tháng. Hay C. Trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực 6 tháng. Xin mời hai đội chơi. Như vậy là cả hai đội chơi một lần nữa chúng ta đã đưa ra những phương án trả lời trùng nhau. Đội hóa thực vật các bạn lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và đội nông nghiệp xanh các bạn cũng lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và đội hơi ngập ngừng hơn một chút đó là đội nông nghiệp xanh. Các bạn đưa ra phương án trả lời sau. Đội hóa thực vật các bạn đã đưa ra phương án trả lời trước. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy cùng chờ xem là Đáp án đúng của câu hỏi này là gì? Theo quy định tại tiểu mục 20.3 thông tư 01/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước, và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn. Và chắc chắn rồi, với lời giải thích này thì cả hai đội đều rất vui mừng. Các bạn trả lời đúng. Phương án C là câu trả lời đúng. Chúc mừng cả hai đội chơi. Với đội nông nghiệp xanh thì các bạn hơi chần chừ một chút xíu thôi, cho nên là các bạn đã đưa ra câu trả lời đúng nhưng mà các bạn bấm đèn trả lời muộn. Các bạn được cộng thêm vào quỹ điểm 600 điểm nữa. Và nâng tổng mức điểm các bạn sau khi đã hoàn thành cả 3 phần chơi, đó là 5.800 điểm, tương đương với 5.800.000 đồng. Xin chúc mừng. Còn với đội hóa thực vật thì các bạn nhanh tay hơn. Các bạn cộng thêm vào quỹ điểm của mình 1.000 điểm nữa. Và mức điểm của bạn ở thời điểm hiện tại đó là 6.100 điểm, tương đương với 6.100.000 đồng. Xin chúc mừng. Và chúng ta chúc mừng đội chơi hóa thực vật. Các bạn sẽ là đội chơi bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng của chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội hóa thực vật. Ở phần thi đặc biệt này thì chúng tôi sẽ dành cho hai bạn 60 giây. Trong khoảng thời gian như vậy các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi và chúng ta có tối đa là 2 lượt trả lời cho mỗi một câu hỏi. Hãy cố gắng trả lời đúng cả 5 câu hỏi đó trong khoảng thời gian quy định như vậy thì các bạn sẽ giành được một phần thưởng, đó là một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài cái phần thưởng mà các bạn đã có đó là 6.100.000 đồng. Rất hy vọng là cả hai thành viên chúng ta sẽ đoàn kết để có thể thi đấu thật tốt ở phần thi cuối cùng, phần thi đặc biệt. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Câu 1, Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm nào? A. 1966, B. 1986 hay C. 2006? A. Sai. Câu 2, trong Six Sigma, mức Sigma dùng để chỉ số khuyết tật xảy ra trên 1 triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, tức là có bao nhiêu khuyết tật có thể xảy ra trên 1 triệu cơ hội? A. 3,4 khuyết tật, B. 340 khuyết tật hay C. 3.400 khuyết tật? B. Sai. Câu 3, công cụ chuyên dùng được sử dụng trong Six Sigma có thể là A. Công cụ phân tích định tính, B. Công cụ phân tích định lượng hay C. Tất cả các công cụ trên? C. Đúng. Câu 4, theo lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung thực hiện Six Sigma được khái quát trong bao nhiêu bước? A. 3 bước gồm xác định, phân tích và kiểm soát, B. 4 bước gồm xác định, đo lường, phân tích và cải tiến, C. 5 bước gồm xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát? C. Đúng. Câu 5, trong phương pháp Six Sigma, khái niệm nhà đai xanh có thể hiểu là đối tượng nào sau đây? A. Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm vận hành dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc, B. Người đào tạo Six Sigma hay C. Người thực hiện Six Sigma? A. Đúng. Câu 1, Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm nào? B. 1986 hay C. 2006? C. Các bạn đưa ra phương án trả lời là C. Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm 1986. Đó mới là phương án trả lời đúng. Những cái mốc thời gian quá là khó để chúng ta có thể đưa ra câu trả lời. Dù sao thì trong chương trình ngày hôm nay các bạn đã nỗ lực rất nhiều, nhận về mình mức thưởng là 6.100 điểm, tương đương với 6.100.000 đồng, và đó là mức thưởng rất xứng đáng dành cho hai thành viên của đội hóa thực vật. Cảm ơn và chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua những phần thi của các đội chơi chương trình ngày hôm nay cũng như những nhận xét đánh giá từ phía các thành viên của ban giám khảo thì chúng tôi hy vọng là tất cả đã có một cái đóng góp rất là lớn, đặc biệt là trong quá trình thương mại hóa sản phẩm cho cái sản phẩm mà tác giả sáng chế ngày hôm nay đưa tới. Và hy vọng trong thời gian tới đây thì cái sản phẩm đó của tác giả sáng chế sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường, ứng dụng và thực tế. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.